Hello nhóm Tú Bức Chú Bức Chuột, xin chào cả nhà nha. Chào mấy anh em. Chào cả nhà. Chào anh mời nha. Chào cả nhà. Bây giờ anh em sẽ đi hôm giờ anh em đi chơi hôm giờ cả nhà. Giờ bắt đầu anh em trở về vị trí cũ. Công việc của người nào người đó lo. Anh em mình xuống chiếc tàu du thuyền của mình đi chờ sao anh mời. Được muốn cho. Giờ mình đi thả dài dài xuống mấy cái đồng xả đơi ở bên cánh bên Đồng Tháp cũng gần nhà cả nhà. Anh em ơi. Anh em đi giờ sớm giờ cả nhà. Bây giờ anh em sẽ dừng chân lại chỗ chỗ này. Cái món đậu. Đây nè, lũ vô mũi vô đó được rồi. Lũ mũi vô đây nè. Lũ vô mũi đây đâu nắng. Vô cái cây cặp vô cây dưới cá đây nè. Bẻ nhắm đồng được nè. Có củi rồi, có cây cối rồi, đầy đủ hết trơn luôn anh em ơi. Mới dừng chân đây gặp ổ chuột ở đây cả nhà ơi. Gặp ổ chuột mà bắt được chuột ở dưới á, mấy dưới á. Ở trên á, ở dưới đó dưới kìa. Ở dưới đó là quá đâu chơi ổ xanh á. Chơi chút nữa. Ổ còn xanh vàng mà. Ở chuột thì nó không ở trời.
Được rồi, anh làm giá cái bóng càng này quá mát cả nhà. Vậy là tối nó đi chơi chưa phải á? Trên đây thì đọc nước nổi. Đây cách nhà cũng mười mấy cây số thôi nha. Chạy vỏ đi cũng mau. Chắc bị bắt hết á. Dạ anh em trước tiên lên đây thì gọi thấy có mấy miếng vườn trước cả nhà, anh em sẽ đi săn bắt trước đi, có gì không? Thì hủ thì bị cái giò nó bị đau cả nhà, ở nhà nấu cơm. Rồi mấy anh em sẽ lên một cái miếng vườn này, anh em sẽ săn biển mớ mồi cả nhà. Như vuông mít nè. Anh em lội qua đó. Còn con nào không? Thắng công cả nhà ơi. Dính chưa? Dính rồi, không thấy dậy dính rồi. Một em. Một em, đợi bị. Thắng con đâu, thắng con rồi. Câu vòng vòng nữa đó chứ đâu. Nói chung thì em cũng thay mặt nhóm cảm ơn chị Kim đã hỗ trợ cho anh em. Anh em hãm là đi mình đi chơi hãm dày đó nghe. Về bữa nay mình làm sao cho làm cho cả nhà xem nha cả nhà ơi. Đi chơi ở Hà Tiên cả nhà ơi. Bây giờ anh em về lại săn bắt tiếp tục. Em bây giờ cảm ơn chị Kim với đối diện rất nhiều. Chân thành cảm ơn. Và anh em cũng hẹn một ngày gần nhất để gia đình chị Kim về chơi nữa cả nhà. Ở đây nó ngập sạch trơn, còn có cái vườn này nha. Ở đây nè, đây con mình chứ nè, chị chỉ ở đâu? Đây nè anh ba, nằm dưới lùm này. Đó đó đó, nó lội cái nhà đó nè anh ba, chụp nghe anh ba. Dính nè, dưới tay anh, đây nè, đây nè, ở trên cái trái chanh đó. Hả? Làm cũng được quá đó cả nhà. Tu thành là được con nữa hay không? Không ta. Cũng tu vô mấy cái lỗ kẻ. Đủ quá à. Cũng ở nhà anh đó mà tu ơi. Bỏ đi lại. Chụp vô mới đi. Ở đâu? Chỗ chụp. Dưới trên, dưới này. Dưới nào? Chỗ anh chụp rồi chụp mà. Ghen chỗ đó đèn xuống đi. Dính chưa? Chân mà. Chụp cơm hả? Cơm. Chị không có được cống mà quá. Túi sắn chị, hàng này dối ràng nè. Thấy nó canh ba. Khôn mới ghê ha. Trên đó nó khô, tát ở đây nó không ấy. Thấy còn đó nha. Còn nữa không? Một em nữa. Đào qua luôn hay gì? Nó tắt nước. Nó còn xuyên thông hai ba hang gì đó mà. Đúng chị, tỏ xuyên qua đây nè, con hãy xuyên qua hang này. Lúa bự không? Bự, ăn mới chị chục bự đó. Tát này anh mà. Con lớn nó chạy khỏi cột kìa. Còn hang gì đó nữa kìa. À, hang gì đó còn nó tú luôn á, lúa đậu. Dưới đó. Phải không? Ừ. Ở đây hả? Ừ. Ừ. Đó, nước chảy đó. Trời, nó không thấm qua nổi đó. Đó. Ô, dính này kìa dưới vợ. Tát cứ tát nó qua. Nước dồn vô lắm, đầy hang rồi đó, đầy hang rồi nè. Nó chảy ù ù nè, anh tát không kia nước chảy nè. Quá, bị lắm hang chảy qua. Đầy nước rồi, người tới đây trời. Tát chút nữa đi. Hang này, tát như mít ra, dữ lắm trụ rồi.
Đó, đu mít. Đu mít. Này hàng chục cống mình không ở nè, chục cống ở nè. Thôi hai con được rồi. Hết. Hàng kế tiếp cả nhà. Đổ chỗ này nè. Ở dưới á, hàng ở dưới á. Đổ lên này nha. Tôi thấy cái đội lên mà. Thì đổ lên đó. Rồi đó nghe tụi tao con này nha. Rồi thằng qua đây quá. Hàng tính khác kìa. Ăn qua đó đó. Ăn qua đó đó. Trời ơi, nãy giờ nó biết hàng ông nhét hàng này vậy? Không có. Hang này nó liên thông qua đây hang. Nó đội lên rõ ràng á, con chuột chứ không gì chứ á. Anh đó. Vậy là nó đó. Đó đó. Khác thì mà còn nữa đó là còn không? Đi vòng anh ba. Bây giờ mình tính chạy. Mình chạy bên anh tính. Đó, tính kìa, dính kìa. Đó bự. Bự. Bự không hả? À? Vô rồi. Khoan rồi bỏ vô vòng đàng hoàng đi hết thét. Rồi. Khỏi đêm nguyệt đó anh tính nè. Đổi đi. Mình sao mình xuống kia mình sống rồi. Đổi lội lên với. Chạy bị lứa đi. Bị lứa vậy là vô luôn á. Có hai vợ chồng này chưa khó khô nè. Đào lên chút coi. Cái đó sắn được kìa mít á. Lát là kìa mít á. Có cái để chơi rồi đó cả nhà ơi. Đây là đặc biệt là đi cánh đồng này lần đầu tiên anh em mới đi luôn nghe cả nhà, rất là lạ luôn. Em quay là Hủ đang nấu cơm ở đằng kia rồi cả nhà. Chắc quay hơi tới không nổi quá. Nhà thấy không? Ở chằn ngồi chỗ gốc trứng cá đó. Đó. Ăn nấu cơm đó đó cả nhà. Mùa nước ở quê em vui lắm cả nhà ơi. Cả nhà lên có rảnh thì về chơi với tụi em cả nhà ơi. Nhiều bên anh hả? Chín con nữa kìa cả nhà. Giờ lại đi, bỏ vô giọng đi. Đặt trực tiếp luôn hàng này luôn nha. Đặt cái đây anh bạn anh ơi. Tính mình. Bụng lại em rồi. Em cho nước ít chảy à. Qua đó. Ba à. Con rồi vậy. Hang ba con. Đây rồi. Hết rồi quá. Tới luôn cả nhà. Ui đóng đây ra đi. Trời, một quá. Chứ đâu? Một bên. Nãy này đi dồn dồn nhất. Trời ơi, bự lắm đó đây. Dính chỗ thay anh tính rồi đó. Trời ơi, dột cái gì rồi. Trăng gốc đế. Dữ lắm. Nhân máu bự. Đó. Chạy. Đâu thấy nhân máu ở đâu. Chụp đại xuống rồi, chụp cái chân nó. Chân nó, chân gốc đế nè. Đụng ngang mềm mềm luôn. Trở lại, sau lưng hay về đó. Trở lại rồi. Trở luôn em, còn không? Cho hết tuần này hả? Thắng lại lẳng. Đâu lãng. Còn trong đây nè. Mối bằng nhắn mối nãy thì trời. Mối nửa kilo. Nửa kilo. Còn chạy tiêu. Tại sao sử dụng dưới ghe mình được nè. Ừ về lấy. Gắn vô cái xuồng mình á. Gần lại tí. Á. Để tiếp được đặng nổi. Thấy không anh Mự? Còn sao Tú đứng im kìa. Lùi lại đây. Cái gì anh? Con này nhỏ Tú ơi, bắt con nặng đi Tú ơi. Thì bỏ đi. Bỏ đi con này xíu à. Cho nhân lòng đó hả? Đây hả? Lại hai không? Cái giọt đốt thành cuốn còn xài được. Hai con rồi đó. Xài được. Đỡ lắm, hai nhỏ. Ừ, bự mà.
con này ba hai con là rồi. Chặt cái đó có con gì trống không anh ba? Gặp rắn không hành bò nha, ngã ngang à. Ôi, tội nghiệp luôn ta. Dữ lắm, giống má bự như thế này nè. Hai ba con á. Hết biết cà na trái này cả nhà. Đúng là mùa cà na nha, nhưng mà cà na này là cà na Thái chứ không phải cà na mình. Cầm đâu có thấy thuận cầm nặng á. Nó kè sau lưng kìa anh ba. Hai giống máu bệnh kia nó mới vô đây nè. Không động nè, động xuống nước nè. Nhẹ nhẹ thôi. Có điền điển luôn nghe cả nhà. Rất hay bằng điển luôn. Đây là bông điền điển mình luôn nè. Rồi đang chuột ra đi. Bắt cài lên Phương ơi. Thấy dẫn đến. Trả lại tỉnh luôn. Dẫn lại nó về cái chủng rồi trời. Nhỏ. Đâu trên cái tàu dừa này nè. Nhỏ bỏ đi. Đó, bỏ đi. Con nào lặn thấy là rõ. Đó, đó. Nhỏ nữa. Đó, 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 là đó. Đó. Bự làm dữ lắm. Rồi mày đâu? Nhỏ nhỏ mày đâu? Quá hay. Có anh thích. Thịt lâm lắm. Nghe bắt cho. Nhân mối. Dài không đó. Bự không? Nghe bự. Bự, bự, bự. Còn con gì hết. Còn không? Bự không? Được, được. Ê, bê, 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 còn, bê, còn, bê, còn, bê, còn. Con này bự nha. Im lên ba. Im đi, im đi, im đi. Chạy lên tới thằng này rồi. Đừng anh tính, định tính, định đưa anh tính. Còn. Không thể đâu còn không sao? Chạy cái ủn nó lội lên đó thì nó còn nguyên đó chứ đâu. Chạy tới ra đây nó nằm đâu trong đó á. Cái đuổi lắm. Dữ lắm, nó chạy tới chứ. Đại tay chạy. Chạy rửa lên. Chiếu nữa tiêu à. Chiếu đâu. Chạy. Chạy anh tính. Còn chiếu già không à. Bạn mạnh không à. Nghe hướng mà. Quá hay. Quá hay. Lẹ tự ghê à. Phải đón đầu nó được. Ủa cái xuống đâu rồi. Kìa quên mới sắn cái vịt đó. Mười mới cầm mà. Ra đây em gặp cho. Rồi chỉa. Nè cầm chỉa đi. Chứ tôi cầm xuống. Rồi dài là dài. Chút xíu rồi có ăn cả nhà ơi. Chạy ra. Kìa tú chạy qua anh con đó. Qua đó. Đó, đó, đó. Thử đó. Thử đó. Chạy rồi, chạy thuốc rồi, bệnh thôi. Ê, chạy cho ông ngậu con này đó. Ê, đâu rồi? Chạy cho ông đó. Dạch ra đi. À. Thấy gì chưa, con lá mít ra chè. Bư ra, thạch cho nó là nó con nấp dưới á, con bự á. Bự nè, con này bự theo rồi. Bự luôn. Con bự lưng rồi. Con bự chạy chẹt qua đây mà. Dạ. Chạy ra bắt được. Chuột hay giống mối? Chuột, dữ lắm vàng cừ à. Bà thượng mắt hay chính nè. Đẩy cái xịt nước à. Chuột đúng đều chứ. Ôi trời ơi. Mới ba thao giọt rồi. Chuột có chắc hết của tôi rồi. Chuột cá. Cái. Cái. Có lưới nhỏ. Có lưới nhỏ chắc hết anh nè. Trời cái này. Chín chưa? Cái này. Bò giống giống mối vậy. Tôi bó mà, tôi nghe rồi. Đậu vậy đó, chạy thôi đó. Đâu thấy gom không ạ? Gom gì? Ờ, wow. Đậu lên mà. Chuồn vô. Quá ấy, quá bỏng. Dưới này kìa. Mưa luôn rồi. Hai dưới chuột, tái luôn hết. Bên đây nè, bên đây nè. Qua cái lùm đó dưới chuột đi. Đây nè, lùm lên đây nè. Lùm này yên lắm nè. Đâu à? Lứa hả? Này hả? Nước. Bên đó nước. Dưới đây lên nước ấy lên nè.
kìa. Ủa, chục lứa chút xíu hả? Chút xíu hả? Nè. Thì thấy nó phớt ngang thôi, mình lo mình khòm, mình dọn, mình thấy giống là... Vậy là trên đó đó. Chắc lên đó, vậy là có lứa nữa đó. Rồi, bao dây, bao dây, bao dây, bao dây. Hàng, hàng, hàng cái trên nữa kìa. Mình tính còn mình nói được. Cái này anh đóng là có gì đây kìa. Trời, hai cái. Có cái hàng trên kìa. Đây có hàng hả? Không, có hàng. Chứ không. Khá chặt lắc rồi. Khắc lên này nè nó. Nó lửa chạy kìa. Lửa chạy lên túi đó. Còn hàng nào hả? Chị hàng cái. Trời ơi trời. Dạ. Cục đâu? Chạy lên đắng rồi. Kỳ trời. Chạy hàng nào? Chạy riêng nào? Anh dình lên, dình lên, lên bư anh móc hoài, nó không dình. Thấy đâu, đâu có chạy lên đây. Chạy dữ. Rồi dùng dùng, hồi cũng chết gì vậy. Dạ. Chạy con nhỏ rồi. Dính hả? Chạy không biết. Chuột hay giống mối như ngon. Dính. Ôi ôi, hết biết con giống mối này bự cái nhà ơi. Cái này. Hai con luôn. Hai con luôn. Bỏ vô lên ba. Giang vô cái chui trống lúng đuôi. Bị mấy con chuột cắn muốn chết hết rồi. Ui, cũng đủ mồi nhắm mà đi đồng đá được về cũng quý lắm mà cả nhà ơi. Vô hàng rồi. Có hàng đâu? Có hàng chỗ này nè. Có hàng nó tới số rồi, chuột chạy vô đó cả nhà. Hàng à? Hàng nước không à? Xuống nước. Ờ, nó vô đó đó. Mua chuột xuống hả? Mua chuột xuống hả? Mở xuống nè. Đó, lên giờ này chống lên tới đây, qua đó đó. Lên trên kìa, chừng nó tung lên trên kìa. Đó, dính này kìa. Hết biết hay không? Chắc mấy nước. Đấy nó hả? Chạy đâu cho khỏi. Giống mối chạy xà xà, giống mối bự lắm, bự chạy ngay đó rồi đó. Chạy xà xà đó đó. Gì vậy? Cái màu chạy hay vậy? Ô, giống mối bằng kia. Trên ba. Coi như có chuột trống. Tiết nhận mối. Mưa này dùng cũng dễ. Đi đâu, ăn qua đâu. Cũ quá. Cũ quá thôi bỏ đi. Giống mối này chạy vô đó bắt được, giống mối là được rồi. Không lạ, bắt cũng hơi... hơi khó khăn cả nhà. Không, mà cũng đạt lắm rồi chứ. Không mà cũng kiếm ăn được. Tàu vô hang cạnh cạnh không nè. Ờ bẻ cái tàu dừa lên cho nó trống. Dừa đây quá trời luôn cả nhà ơi. Nè, cái dừa. Đụng bên đây nè. Bụng nó dưới đất lên chưa được gan tay em á. Trái cây chút chút mà trái nhóc trái xài hết trơn cái này. Cái hàm không cả nhà. Bự. Đâu hàng ngã qua đó. Hàng bên này ngã bên kia nã. Bên này không có. Ấy mình đào hơi hơi mình tắt nước đi. Đào tắt không? Ừ. Ai ai ai, ai canh bên kia? Này nè, anh mự lên đó. Cơm nó không có nè. Cơm. Chưa thấy nước nâu gì hết trơn. Hàng tính có nước chưa? Tắt hàng này không con. Tắt này đã. Tắt hàng tính kìa anh ba. Đó, chục lưới chạy đó. Dạ đó, lưới đó nghe. Tới cái đó đó, dạ đó. Nè nè ba, ta, chỗ này nè ba. Tắt lên tính kìa. Ừ. Còn không? Biết còn có đèn. Còn rút đầu không?
chạy được con lứa mẹ đâu. Tràn bờ hết trơn nè. Móc móc nó đào đào vô con tính. Anh Ngự treo chưa tới á. Con bồng lỏng dưới rồi. Bồng lứa hả? Lứa. Lứa. Này đó, anh Ngự. Hả? Trăng có đó anh Mừng. Cái này hả? Mẹ đâu ta? Mẹ nín dữ rồi. Nước chảy hoài dữ lắm chảy rồi đó. Nghe được ba con lứa à. Đúng luôn à. Cái dưới đều trang sao kỳ vậy? Mẹ không có rồi cả nhà ơi. Thôi tiếp lại. Tới luôn. Clip nhiệt tình ha. Sát vô, bóp mũi dễ sát vô. Đừng đắng, đừng đọc nữa coi. Gớm. Hết chạy rồi đó. Nè nè nè, coi con giống mới cả bao lớn. Hết cứ biết cả nhà ơi. Coi nè. Ở đây nè hả? Ở đâu? Ở đó phải không? Mía mà ăn gãy ngang cái này nè, nó cạp nè. Nè. Chân bụi mía kìa. Chuột mà nó cạp gì nè. Bán mùa cạo ha. Nó ở trong đây nè, chứ không đâu. Cái này nó mới ăn đêm hôm nữa nè. Thử nè. Đây nên nước đáy còn không? Còn lì đó nên cục cứt nữa. Cứt chuột. Phân nó phân chuột. Gì nhiều mối nữa. Không có chuột là mình dán mối thì mình làm luôn. Làm luôn. Chuột mình chơi mối đi. Bóp mũi chĩa sát quá rồi. Quá thưa rồi, tao bắn nằm ngang cho mũi chĩa ém xuống luôn. Không có ngàn thao rồi mà không thấy con gì ra hết trơn. Láng quá trời láng mà. Trời, không nhọn chạy giật mình. Ngã nước này bên đó nó dưng ngược lại đây nè. Kỳ ta. Không có anh Mừng, thôi bỏ đi anh Mừng. Cho nó thùng đó. Ăn bữa gì hả? Cái gì nhất hả? Rồi, đi chơi nữa. Rồi, tới luôn rồi. Lụm ba vô, bỏ vô hao luôn ba. Anh em cũng đi giáp hết cái vườn rồi cả nhà ơi. Cũng đói rồi. Hỏi sâu chưa? Ít mới giờ muốn nữa cái gì mình làm cơm ăn cả nhà, giờ mình đi tiếp tục. Tôi muốn nó non nè cả nhà ơi. 8 tháng gì vậy? Dài dài. Trải nghiệm 2-3 ngày mới về nha. Đây nè, hái tiếp cho mấy ảnh, tiếp ảnh lẹ lẹ vô ăn cơm, nó bụng quá trời rồi. Đỏ đỏ đỏ. Ở trên nè, thấy được không? Thấy con bờ này đủ ăn. Ngoài nữa đó. Ờ, kệ trứng. Mía gì? Trứng gì mà chuột cắn cạp nổi à? Ừ. Hàm răng con chuột anh thấy ốc cục nổi không? Cắn còn ngon. Kìa, có chuyện chuột kìa. Cái gì? Chúng ở trong giọng mình đi ra nha. Chuột lứa hả? Ừ. Sao ra được? Ai biết. Coi chừng nó có đường nào lọt. Có đường nào đâu ra được. Nhỏ. Cũng bự cẩy mà. Bự đâu có lứa. Đây bữa nay thành quả hôm nay được nhiêu đây cả nhà ơi. Chạy lon ton lon ton. Cũng đủ sống. Vô anh em sẽ làm món ăn cả nhà ơi. Thôi cũng cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip. Cả nhà nhớ đón xem những tập tiếp theo anh em đi trải nghiệm dưới ghe bên vùng Đồng Tháp mà Đồng Tháp gần nhà nha cả nhà. Em cũng hẹn cả nhà gặp lại những clip sau nha.
chúc cả nhà có một ngày mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình. Bye bye cả nhà, bye bye. Bye bye. Bye cả nhà.